Kỳ quá, chị hai lấy đá để lên người con chó, con sư tử. Không ăn à? Hả? Hả?
anh nhận vị sao nó ăn được. Con nó giữ hết chưa? Nó giữ hết. Con này nó ngồi với anh nè. Mai nó đi rồi, nó đi rồi. Trời ơi, nó nằm đây luôn ha. Đi đâu? Thế nó chạy theo anh kìa. Còn sống đầu sao bé tí. Chúc thích. Chúc thích. Chúc thích như này. Thank you.
5.